Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay ngày 11 tháng 2 2021. Vâng, hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi Dragon Ball mới. Vâng, và đây các bạn thì đây là cái video thứ tư của mình về cho các trò chơi mình sẽ chơi cho hôm nay. Rồi các bạn, mình đã chọn nhân vật rồi, mình sẽ đấu cho các bạn xem như thế nào. Hello. Vâng, xin chào nhé. Đầu tiên là đấu với con này, hãy xem sao. Giỡn nha. Dám chạy lại đánh với con sao? Ăn mà quá. Trời, như vậy mà cũng né được, thật là hay. Đây nè, ăn đòn. Trời ơi trời. Coi. Công nhận game không trúng. Lợi hại đấy. Bây giờ thì ta sẽ vòng lên và cho ngươi ăn trưởng. Ngươi vẫn chưa sao. Lợi hại đấy. Trời ơi. Thiệt tình. Trời ơi. Khủng vậy. Có sao. Như trời ơi. Thua nó luôn. Càng ngày mình cảm thấy rất là phức tạp rồi. Cho mình biết rồi nè. Vẫn đỡ được cái hả hay thế. Ta sợ à. Chết đi. Chết. Trời ơi, những cái thao mạnh như vậy sao. Trời. Mạnh như thế là cùng. Trời nè. Đứng đòn ta chưa. Ngủm nè.